Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Phạm CBB. Thì trong thời gian nghỉ Tết vừa qua, đấy, có rất là nhiều anh em chơi cờ bạc, đấy, anh em chơi sóc đĩa, anh em chơi bài lá, anh em đang thua tha rất là nhiều. Đấy, nên là bây giờ anh em đang muốn tìm kiếm cho mình đến một cái bộ sản phẩm mà hỗ trợ cho anh em, có thể giúp cho anh em là luôn luôn là người giành chiến thắng khi sử dụng và giúp cho anh em là gỡ lại được cái gì mà anh em đã mất, nắm bắt cái tình hình của anh em hiện tại. Thì trong cái clip ngày hôm nay, bên Tấn sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái bộ sản phẩm. Đấy, bộ sản phẩm này là một bộ sản phẩm quân vị bịp sóc đĩa cho anh em. Đấy, chính là một bộ sản phẩm quân vị bịp sóc đĩa, nên là khi anh em đi chơi sử dụng, anh em chỉ cần đưa được bộ quân vị vào, còn bát và đĩa thì hoàn toàn là xanh chín cho anh em. Đấy, bộ quân vị này nó sẽ giúp cho anh em cái gì, nó sẽ hỗ trợ cho anh em như thế nào, đấy thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết anh em sau. Còn bây giờ trước hết là mình sẽ thông báo với anh em một điều rằng là hiện tại bên Tấn đang có một chương trình tri ân khách hàng. Đấy, anh em khi mà anh em chỉ cần đăng ký kênh, đấy, anh em đăng ký kênh YouTube này của Tấn. Đấy, và anh em kết bạn đến số Zalo ở trên màn hình đây. Đấy, là khi anh em chỉ cần như thế nhá, anh em nhắn tin, bên mình sẽ tặng cho anh em. Đấy, tặng cho anh em là một bộ rung như thế này. Bộ rung này nó sẽ có nhiệm vụ là giúp cho anh em khi anh em đi chơi sóc đĩa. Đấy, hoặc là anh em đi chơi cái gì anh em báo phím với nhau qua bộ phím rung. Đấy, rất là dễ dàng như thế đâu. Đấy, thì anh em chỉ cần bấm, ví dụ anh em giao hẹn với nhau, anh em bấm một rung thì là chẵn hai rung là này. Đấy, thì anh em hiểu được, bấm cái này báo phím cho nhau rất là tiện lợi. Đấy, cái này thì bên mình tặng hoàn toàn là miễn phí cho những anh em nào mà đăng ký kênh và kết bạn đến số điện thoại Zalo trên màn hình đây. Đấy, là còn mình sẽ vào chi tiết về cái bộ sản phẩm này anh em nhé. Thì bộ sản phẩm này là một bộ sản phẩm quân vị kẹp chẵn, anh em có thể sử dụng các cái loại quân vị làm từ lá bài. Đấy, mình sẽ cho anh em xem, đây là một bộ quân vị làm từ lá bài này. Không khác gì một lá bài bình thường luôn anh em nhé. Đấy, không khác gì một lá bài bình thường. Bên mình có thể làm được ở trên tất cả các cái lá bài, các cái quân trắng khác nhau. Đấy, lá bài và quân trắng khác nhau. Còn vỏ bao thuốc thì bên mình có thể làm được ở trên vỏ bao thăng long, vỏ bao vina, vỏ bao ba số, đấy, vỏ bao ngựa. Đấy, rất là nhiều loại cho anh em lựa chọn. Thì khi anh em sử dụng, chỗ anh em sử dụng loại quân vị như thế nào, anh em chỉ việc nhắn tin qua cho bên mình là bên mình sẽ tư vấn cho anh em, anh em nhé. Đấy, còn độ hiệu quả nó đem lại như thế nào, nó sẽ giúp cho anh em khi sử dụng cái sản phẩm này, anh em có thể sóc chẵn, sóc lẻ là theo ý muốn của mình. Đấy, tức là sao? Tức là anh em khi sử dụng sản phẩm này rồi nhá, anh em có thể sóc bao nhiêu tiếng chẵn cũng được. Đấy, hoặc là anh em có thể sóc bao nhiêu tiếng lẻ cũng được. Đấy, rất là đơn giản cho anh em thôi. Mình sẽ cho anh em cùng xem trải nghiệm luôn về cái chất lượng của bộ sản phẩm này này. Đấy, một bộ sản phẩm mà hoàn toàn là không tang không tích gì, anh em có thể dễ dàng sử dụng. Đấy, mà không cần phải đưa bát đĩa vào. Anh em nhìn này. Anh em ví dụ đây một tiếng tứ tử trắng đúng không ạ? Mình sẽ sóc về sắp đôi cho anh em xem ạ. Đấy, tứ tử trắng thì mình sẽ sóc về sắp đôi này. Anh em thấy không ạ? Rất là ok luôn ạ. Đấy, tiếp tục cho anh em này. Đang sắp đôi đúng không ạ? Mình sẽ sóc về tứ tử trắng cho anh em xem nhé. Nào, rất là đơn giản, rất là hiệu quả cho anh em luôn. Đấy, 100% về tứ tử trắng này. Anh em có thể nhìn này. Đó, anh em thấy chưa? Rất dễ sử dụng cho anh em thôi. Thì khi anh em sử dụng cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ đem lại độ hiệu quả cực kỳ là tốt cho anh em. Đấy, thì ví dụ như đang tứ tử trắng này. Đấy, rất là nhiều anh em thắc mắc là nó chỉ sóc được về sóc đôi, nó không sóc được về lẻ hay là sao. Thì mình nói luôn với anh em này, bộ sản phẩm này anh em hoàn toàn là có thể sóc được chẵn lẻ là theo ý muốn của mình anh em nhé. Đấy, anh em có thể là sóc bao nhiêu tiếng chẵn cũng được, và anh em cũng có thể là sóc bao nhiêu tiếng lẻ cũng ok, hoàn toàn là theo ý muốn của anh em thôi. Anh em muốn sóc nó về chẵn thì nó sẽ về chẵn, hoặc anh em muốn sóc nó về này thì nó sẽ về này. Rất là đơn giản, rất dễ sử dụng. Đấy, ví dụ như đang là sấp đôi đúng không ạ? Đấy, đang sấp đôi này, mình sẽ sóc về lẻ cho anh em xem. Đấy, sóc về lẻ đây thì cụ thể là mình sẽ sóc về ba đen đi. Đấy, mình sóc về ba đen cho anh em xem này. Đấy. Đấy, thì mình sóc về ba đen thì 100% này.
anh em nhìn thấy không ạ, là nó sẽ về ba đen cho anh em thấy chưa? Đấy, ok cho anh em, rất là ok đúng không ạ? Hoặc là ví dụ là đang ba đen này, anh em lại không muốn ba đen, anh em muốn chẵn này, mình lại sóc về tứ tử trắng cho anh em này. Đấy, đang ba đen sóc về tứ tử trắng này. Đấy, một sản phẩm cực kỳ là đơn giản, dễ sử dụng, hiệu quả cao. Đấy, tứ tử trắng của anh em. Đây, về tứ tử đen. Đấy, rất là ok đúng không ạ? Thì cái sản phẩm này thì cái cách sử dụng nó như thế nào? Nó rất là dễ thôi. Anh em khi sử dụng, anh em chỉ cần có cho mình thêm một cái kẹp này nữa. Đấy, một cái kẹp này này. Thì khi anh em sử dụng nhá, cái kẹp này thì anh em có thể để ở trong tiền, anh em kẹp ở trong ví, hoặc là anh em dán nó trên đùi, hoàn toàn là ok. Đấy, anh em có thể để bất kỳ đâu, rất là đơn giản cho anh em thôi. Đấy, thì khi anh em sử dụng này, anh em chỉ cần sóc cái bộ vị này trên mặt cái kẹp này nhá. Đấy, anh em chỉ cần sóc bộ vị trên mặt cái kẹp này thì nó sẽ về chẵn cho anh em này. Ví dụ đang tứ tử đen này đúng không ạ, mình sóc này, tứ tử trắng cho anh em này. Đấy, anh em chỉ cần sóc trên bề mặt của cái kẹp này thôi thì nó sẽ về tứ tử trắng này, anh em thấy không, rất là đơn giản. Đấy, hoặc đang tứ tử trắng này, anh em muốn về lẻ. Đấy, anh em muốn về lẻ thì anh em thực hiện cho mình hai bước. Bước thứ nhất, anh em lật cái kẹp này lại cho mình, lật cái kẹp này lại, đấy là bước thứ nhất. Bước thứ hai, anh em dùng miệng bát này, dùng miệng bát anh em kẹp giữ cho mình một vị anh em nhé, kẹp giữ một vị. Đấy, anh em kẹp vị trắng thì nó sẽ về ba trắng, anh em kẹp vị đen thì nó sẽ về ba đen. Ví dụ như đây, mình sẽ kẹp vị trắng này thì nó sẽ về ba đen này. Đấy, 100% ba đen anh em. Đấy, anh em chỉ cần sóc trên bề mặt của cái kẹp này thôi. Đó, anh em thấy không? 100% là về ba đen này, rất là hiệu quả cho anh em luôn nhá. Cực kỳ là ok đúng không ạ? Đấy. Anh em nào mà muốn sở hữu cho mình cái bộ sản phẩm quân vị kẹp chẵn này thì anh em có thể là vui lòng anh em nhấc điện thoại của mình lên và anh em gọi điện trực tiếp về số điện thoại hotline trên màn hình cho mình, hoặc anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình đều được. Đấy, thì bên mình hiện tại đang có chương trình khuyến mại là khi anh em mua một bộ kẹp chẵn này, đấy, gồm cả kẹp và cả lá bài, thì bên mình sẽ tặng cho anh em một bộ bài thử như thế này, một bộ thử đã cắt sẵn để anh em về anh em tập luyện, anh em sử dụng ok. Khi nào anh em đi chơi thì anh em mới lấy lá bài hoàn chỉnh cho anh em sử dụng anh em nhé. Đấy, rất là yên tâm cho anh em. Thì anh em có thể đến trực tiếp cơ sở của bên Tấn để được trải nghiệm về sản phẩm. Bên Tấn thì có hai cơ sở, cơ sở 1 là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em cứ đến nơi, anh em alo đến số hotline trên màn hình cho mình. Đấy, sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn. Còn anh em ở xa ấy, thì khi đặt hàng, bên Tấn sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện. Thì khi nhận hàng khi nhận hàng thì anh em được phép kiểm tra hàng, sau đó mới phải thanh toán tiền anh em nhé. Nên anh em rất là yên tâm về chất lượng và uy tín của bên Tấn. Thì cuối video, mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình. Anh em nào mà cảm thấy video của mình hay thì anh em hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.